trần gian, mấy ai biết ngày hợp tan. Hôm qua hỉ hoan, đùa vui hát cười rộn rã, mà nay người đã xa, lời ca nhiều xót xa, phút giây xa thân lụi tan, còn đâu nữa mà thở. Đời sau người ơi.
Vào sự hiệp thông trong hội thánh, đó là niềm cậy trông và hy vọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Hôm nay hội thánh mời gọi chúng ta hướng về những người đang an giấc ngàn thu, đó là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, thân hơn bạn hữu của chúng ta đang nằm dưới đây về thân xác, còn linh hồn chúng ta đã mừng vào hôm mùng 1, đó là những linh hồn đã được làm thánh. Còn lại hôm nay chúng ta tất cả được để cầu nguyện, sum họp tới đây để cầu nguyện cho những người đang còn nằm nơi thánh luyện, đang còn chờ ngày Đức Giêsu Kitô đến phục sinh quang lâm, hoặc đang còn chờ ngày chúng ta cầu nguyện cho chúng ta liền làm việc lành phúc đức cho. Chính vì thế hôm nay bổn phận của chúng ta là những người còn đang lữ hành trần gian, là những người con, người cháu chắc đang sống ở trần gian này, phải tích cực cộng tác vào chương trình cứu rỗi của Đức Giêsu Kitô. Nhờ công nghiệp của người hy sinh trên thập giá, giờ đây được tái diễn qua thánh lễ Misa. Vậy chúng ta hãy kết hợp mọi hy sinh của chúng ta với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô tái diễn trên bàn thờ này, để cứu giúp các đặng linh hồn đã qua đời, cho họ được hưởng ơn cứu độ phục sinh của người mà họ đang chờ đợi từng giây từng phút. Chúng ta sum họp nơi đây, trước hết là để cầu nguyện cho các linh hồn Jose Maria, Lorenzo, Teresa, Catarina, Ferro, Anna, Marta, Joan, Bautista, Anton và tất cả các linh hồn đang cần chúng ta cầu nguyện, đó là tất cả các linh hồn trong giáo xứ gia Hoàng Nguyên chúng ta. Vậy thì giờ đây chúng ta hãy dùng lòng hướng hối, xin Chúa tha thứ tất cả những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta, để chúng ta bước vào thánh lễ một cách xuất sáng. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong
Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Giêsu Kitô con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời là các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ của chúng con nơi vườn thánh này được cùng Đức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là đấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Khi ấy ông Giu-đa Ma-ca-bê quyên góp được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa. Nguồn ánh sáng, nguồn ơn cứu độ nơi Ngài. Nào con lo ngại chi ai? Là Thánh Linh thương con Chúa luôn phù trì. Nào con hãy lo gì? Trọn cuộc sống thân con Chúa trong nhà Ngài là nơi con hằng mơ ước, hầu đường luôn con chiêm thánh nhan diệu hiền và xem điện thánh huy hoàng. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ơn lành
Lạy Thiên Chúa, xin nghe tiếng con van này và xin thương tình trong đói. Và lạy Chúa, con luôn kém nhân của Ngài, nguyện xin đừng tránh xa hoài. Tôi tin rằng sẽ được nhìn thấy, sẽ được nhìn thấy ân lòng Chúa ban trong mỗi nhân sĩ. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy, sẽ được xem thấy ơn lành Chúa ban luôn mãi giữ tràn. Lạy Thiên Chúa, con luôn vững tin nơi Ngài, rằng ban muôn vàn ơn thánh. Lòng cậy trông, an tâm sống vui can trường, và tin vào Chúa an bài. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Giê-xu-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân lương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: Này đây ta đổi mới mọi sự. Ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Amen, Chúa. Khi
khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Marta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin như thế không?" Cô Marta đáp: "Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sự hết kính thưa các bạn chị em, vì chỉnh âm thanh ở ngoài và gió thổi vào mic có lúc rú, có lúc nó ù, chúng ta tưởng gió mưa lại về chạy thóc. Tuy nhiên chúng ta được thông báo như vậy để chúng ta yên tâm, đừng chia chí vì âm thanh rú, đừng chia chí vì nó ù. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, vì cái con bé COVID-19 nó làm cho thế giới đau khổ, nó làm cho gần 5 triệu người đã chết vì cái con COVID-19. Chính vì thế mà trong những thời gian qua gần 2 năm trời, chúng ta đi lại vất vả khó khăn. Cho nên tôi cũng 6 tháng rồi, gần 6 tháng rồi tôi cũng chưa trở về quê hương. Hôm nay được mở lời tại quê hương, mà lại mở lời tại vườn thánh của giáo xứ Hoàng Nguyên chúng ta. Nếu tôi có giảng dài với ngoài anh em hôm nay, cứ chịu khó ngồi nghe. Bởi vì nếu mà lễ sớm thì muối sẽ không đốt, bởi vì trời còn sáng. Mà lễ muộn thì tối tối một chút muối sẽ đốt, làm cho chúng ta đau, chúng ta bực mình. Cái ông béo ông về quê ông giảng dài quá, thưa quý ông bà anh chị ạ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm mùng 1 toàn thể giáo hội đã long trọng mừng đại lễ để rồi chúc mừng các thánh trên thiên đàng. Các thánh trên thiên đàng, ở đó có tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta, có nghĩa là các đấng, các bậc, cha Cố Tám, cha Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh, cha Phêrô Tề, vân vân. Có thể có nhiều linh hồn trong vườn thánh này đã lên trển rồi, có nghĩa là lên thiên đàng rồi, vào hưởng nhan thánh Chúa rồi. Vì thế hôm mùng 1 chúng ta hoan hỷ vui mừng, từ phụng vụ, từ các bài ca hát, từ bài đọc đều hoan hỷ chúc mừng các thánh trên thiên đàng. Còn những ngày này, hôm nay không phải, tuy không phải là ngày mùng 2, nhưng chúng ta vẫn đang trong tuần để rồi đi viếng vườn thánh để lĩnh ơn đại xá cho các linh hồn đã qua đời và còn đang giam cầm nơi thánh luyện.
Vì thế hôm nay tôi mới về quê hương cùng với quý ông bà anh chị em để cầu nguyện cho các bậc tổ tiên của chúng ta, thân xác đang nằm dưới đất này, còn linh hồn, có những linh hồn chưa được trở về bên Thiên Chúa, có nghĩa là các ngài chưa được về thiên đàng, thì chúng ta hôm nay tiếp tục cầu nguyện cho và cả tháng các linh hồn vậy, và tiếp tục chúng ta cầu nguyện cho các ngài để rồi xin Chúa tha thứ những hình phạt của các ngài khi còn sống đã mắc phải. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng nay tôi đi cắt tóc làm đẹp một chút để về quê hương. Không có thì quê hương bảo rằng dạo này ở dưới đấy cha khổ lắm hay sao mà trông thì đầu bù tóc rối. Thế thì ra ngoài hiệu cắt tóc, cái anh cắt tóc là người không công giáo. Anh ấy nói chuyện với tôi thì anh biết tôi là cha và anh rất là tôn trọng, vẫn cha con xưng bình thường. Anh bảo rằng thưa cha, con thấy người công giáo của các cha có một thánh lễ ở ngoài vườn thánh nghĩa địa mà trước các mồ mả của các cụ tổ tiên, thế mà con thấy rằng là chả thấy chim quay gà tần, chả thấy lợn quay thịt quay bia rượu, rồi tiền vàng trâu bò lợn gà giả, đài điện cát xếp tivi tủ lạnh vân vân mang ra để cúng tế các linh hồn. Thế mà các linh hồn không oán à? Các linh hồn ấy tại sao con thấy ở bên con nào là xôi oản thịt gà vân vân, miếng gạo cơm tiền vàng đài điện tivi tủ lạnh cát xét xe máy đồng hồ ô tô ngựa voi đủ mọi sức, hình động hình giả nam nữ vân vân đưa ra để rồi cúng bái. Em tôi hỏi rằng là thưa anh, xong rồi các anh có đánh chén được không? À, các linh hồn có đánh chén không? Mà thưa cha, hình như là không chứ sao, cứ cúng lên là chỉ có mỗi bát miến thôi, là các cụ xin tí nước còn lại là vẫn còn nguyên. Mà con thấy thưa cha là tiền thật mua đồ giả, mà cuối cùng có những người con người cháu rất là báo hiếu, thưa quý ông bà anh chị em, đi ra bỏ tiền thật ra chợ mua tiền giả mang về cúng lễ trên bàn thờ, còn nói cho bố mẹ biết nhau, hôm nay con cúng cho bố mẹ 500 triệu tiền ấp phủ đấy nhá, con đến nhá, 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 500 triệu, bố mẹ nhớ nhá, hôm nay con cho ăn rồi đấy, cho tiền tiêu bố mẹ đấy, xong rồi bố mẹ nhớ đấy, phải bù lại cho con bằng tiền thật. Thưa quý ông bà anh chị em, cũng như thế thì ông bà nào mà ban cho tiền thật được, rồi vất vất mọi sự. Thế rồi anh ấy bảo thưa cha, mỗi một ván lễ ngoài nghĩa địa như thế, không nghĩa địa là thế nào, chúng tôi gọi là vườn thánh, vườn thánh chứ không phải là nghĩa địa, không phải là nghĩa trang, mà là vườn thánh. Tuy trong cái vườn ấy chôn những người có tội lỗi nhưng đang hướng về đấng thánh và đang hướng về trở thành thánh, chứ không phải là nghĩa địa. Chúng ta phải gọi là vườn thánh, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là nghĩa trang đấy. Cho nên chúng tôi ra đấy cúng tế, thưa với anh rằng, anh ấy hỏi rằng thế thì linh mục mỗi ván đấy được mấy chục triệu? Bởi vì có rất là nhiều ngôi mộ như thế này mà cứ nếu cúng tế pháp này vào hôm nay vụ này thì thưa quý ông bà anh chị em, cứ mỗi thánh giá trên phần mộ này cứ quý ông bà anh chị em cứ đưa cho linh mục 5 triệu thôi, ui dồi ôi, có mà xây đến mấy cái trung tâm mục vụ của giáo xứ Hoàng Nguyên hôm nay, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi bảo thưa anh, đấy là bên anh thôi, còn bên tôi
anh không hiểu được đâu. Thánh lễ biển đảo chúng tôi là của lễ vô giá. Ví dụ bây giờ một người ra bên đình người ta mang đến 20.000, thế con xin lễ cho các tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta. Rồi thưa quý ông bà anh em, tôi khoe với quý ông bà anh xem rằng hôm vừa rồi có một người đưa cho tôi một tờ giấy viết các tên thánh dài như thế này. Thế thì 1, 2 con xin cha tần hải lễ, 30+ lễ. Tôi đọc xong rồi tôi dở cái phong bì ra thì tôi thấy có 500.000 mà 30+ lễ. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, để mà giải thích cho người không công giáo thì người ta mới hiểu được rằng các linh mục và chúng ta dâng của lễ gì, cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta đang nơi thanh luyện, không phải bằng mông cao cỗ đẩy, thưa quý ông bà anh chị em, không phải bằng cung tế ngựa voi, không bằng phải ô tô xe máy tủ lạnh đài cassette vân vân, mà cúng tế cho các linh hồn những người đang nơi thanh luyện. Đó là gì? Các ngài bây giờ cần gì chúng ta nữa, thưa quý bà anh chị em? Cần ân phúc, cần ân của chúng ta, cần lời cầu nguyện của chúng ta, cần dân thánh lễ đi xa cho các ngài, cần cho con cháu ăn ở đạo đức thánh thiện hiền hòa nhân từ bác ái yêu thương. Đấy là của lễ, thưa quý ông bà anh chị em, của lễ dâng lên Thiên Chúa để cầu xin Thiên Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót cho bố con, cho mẹ con, cho ông con, cho bà con, cho cô dì chú bác nhà con được lên nơi thanh nhàn vui vẻ đời đời, có lẽ được lên thiên đàng. Đấy thưa quý ông bà anh chị em, các ngài ăn thì cần gì đâu, thưa quý ông bà anh chị em, ở đây có những người tỷ phú chết trong ngôi vườn thánh này, có cả những tỷ phú chết, đại gia chết đang nằm ở đây này. Đấy, đang nhìn tôi nói này, nói thế thôi thì các bạn chị, nếu mà chắc là giật mình, nhưng mà nằm xuống đây mang đi được cái gì? Tất cả từ các cha, còn xin lỗi các cha, từ các cha, từ tất cả các đại gia tỷ phú ở đây mang đi được cái gì, thưa quý ông bà anh chị em? Và để lại được cái gì, thưa quý ông bà anh chị em? Mang đi thân xác chôn vùi xuống lòng đất để chờ ngày phục sinh quang lâm, và nằm đây, thân xác nằm đây và linh hồn trở về bên Thiên Chúa. Linh hồn nào đã được thanh luyện đủ rồi thì được Thiên Chúa mở cửa thiên đàng. Chúa gọi ông Phêrô ơi, mở cửa thiên đàng cho ông này vào nhá, cho bà này vào nhá, còn mở cửa cái cửa bên kia kìa, ném ông Tuân xuống đấy cho vài trăm năm, bởi vì ông còn tội lỗi, cứ ở đấy xem rằng bà con giáo xứ Hoàng Nguyên có nhớ đến ông như đọc kinh không. Thế sau này ông ấy từ từ ông mới được lên thiên đàng chứ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, các linh hồn tổ tiên ông bà chúng ta đang cần gì của chúng ta? Đang cần chúng ta cầu nguyện, đang cần chúng ta làm việc lành phúc đức bác ái, đang cần chúng ta xin lễ những thánh lễ Misa này, đặc biệt trên bàn thờ dâng lên Thiên Chúa để cầu xin Thiên Chúa tha thứ những hình phạt cho họ. Đấy. Cho nên khi cầu nguyện cho những anh chị em tín hữu đã qua đời, chúng ta không chỉ dừng lại ở nơi họ, cho họ, vì họ mà còn cho chúng ta nữa, những người đang còn sống trên con đường lữ khách trần gian, chúng ta gặp biết bao nhiêu những đau khổ của cuộc đời. Ai cũng phải làm, ai cũng phải lao động. Người làm linh mục chứ không, cũng không phải là chỉ ngồi chơi ăn, ngồi chơi ăn bát vàng đâu, thưa quý ông bà, cũng phải ngồi mắt ăn bát vàng, nhưng cũng phải dùng khối óc Chúa ban để làm sao mình sống, làm sao Chúa ban cho mình công việc quản trị một giáo xứ, mình làm như thế nào, mình làm sao,
để cho đẹp lòng Chúa và đẹp lòng tha nhân, cho đẹp lòng con chiên của mình. Bà Quyên bà anh chị em mỗi người một công việc, mỗi người người thì làm công ty, người thì đi chợ, người thì thịt bò, người thì thế này thế khác, mỗi người làm công việc. Nhưng đời sống của chúng ta đó là cái chuyện bình thường để sống ở trần gian này. Có những người thì vất vả, có những người thì bình thường, có những người thì không đến mức độ vất vả, vân vân. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta còn đang sống trên đường lưỡng thứ trần gian này, nếu chúng ta không hướng về cõi siêu nhiên thì tất cả các đại gia tỷ phú đều vứt hết. Thưa quý ông bà anh chị em, số bàn cho chúng ta của cải vật chất, đó là cái chuyện mà chúng ta dốc sức, dốc tâm, dốc công sức chúng ta làm. Chúa bảo chúng ta đập cái nhà đang xây, cái nhà 2 tầng bỏ đi để rồi sống nghèo khó. Chúa không nói như thế, tôi không nói chuyện. Nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta, dù chúng ta làm gì, nói gì, tất cả mọi sự ăn gì, uống gì, nghe từ phía ngoài trên cái Thánh Phaolô nói, dù các anh em ăn, dù các anh em uống, dù các anh em làm việc gì, cũng phải là làm việc vì Chúa, cho Chúa và cho tha nhân. Thưa quý ông bà anh chị, cho nên nhờ niềm tin vào sự sống đời sau, tin vào Đức Giêsu Kitô là sự sống lại và là sự sống mà mỗi người chúng ta ngày nay luôn bước tới trong niềm hy vọng, trong niềm hy vọng. Thưa quý ông bà anh chị, cùng đích của người Kitô hữu là được trở về nhà Cha để hưởng vinh phúc muôn đời. Thế thưa quý ông bà anh chị em nhé, chúng ta vừa, tôi vừa mới nói với quý ông bà anh chị em, vừa mới chia sẻ với quý ông bà anh chị em, dù tất cả chúng ta làm việc, lao động vất vả, nghỉ ngơi vân vân, nhưng chúng ta vẫn phải đặt niềm hy vọng về nước Thiên Chúa. Cho nên cùng đích của chúng ta là đâu? Cùng đích của chúng ta cứ nhìn như thế nào? Cùng đích của chúng ta đấy, thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Đấy mới là cái cùng đích cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chưa tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được làm người sống ở trần gian này. Mỗi người một công việc, mỗi người một cơ thể, mỗi người một thân thể, mỗi người một hình dáng khác nhau. Người thì xinh, người thì đẹp, người thì xấu, người thì béo như tôi, người thì gầy, người thì bị thế này thế khác. Nhưng tất cả vẫn hướng về niềm hy vọng, đó là quê trời. Thưa quý bà anh chị ạ, có bà anh, quý bà anh chị ạ, hôm qua tôi giảng với giáo sư này, dù một cô gái xinh đến mức độ nào đi chăng nữa, cắt tỉa đẹp đến mức độ nào đi chăng nữa, nhưng khi nhắm mắt xuôi tay về bên Thiên Chúa, linh hồn thì nhem nhuốc. Ông Phêrô ra bảo, chị trông cái vẻ bề ngoài, cái mé bề ngoài thì sinh ra phết đấy nhá, nhưng mà cái tâm hồn của chị thì nhếch nhác, hôi thối. Ví dụ một anh nữa chẳng hạn, đẹp trai hơn cha Tuân lên thiên đàng, chết xong đến tòa phán xét, ông Phêrô ra bảo, trông như một giám đốc ấy, trông anh đẹp trai thật đấy, anh trông cũng là tỷ phú đấy, nhưng mà ở đời sống ở trần gian này, anh làm ơn làm phước được bao nhiêu đồng cho người nghèo người khổ, giúp đỡ được bao nhiêu. Ôi xin nhìn cái anh thì ở trần gian thì trai gái vớ vẩn lăng nhăng, nhìn anh thì đẹp, nhưng linh hồn anh thì nó bẩn, nó thiếu, nó xấu, nó xa, hớt quỷ. Còn hơn quỷ nó thì bằng gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em sống ở trần gian này luôn luôn, dù làm linh mục, làm tu sĩ nam nữ, hồng y giáo hoàng, tất cả mọi sự đều hướng về hy vọng cùng đích của mai sau trên quê trời. Đấy là điều chúng ta hôm nay người sống cùng nhau chia sẻ, để sau này thưa quý ông bà anh chị em,
Tôi bảo Quyết mà anh chị em cũng phải xuống dưới này thôi, không nằm ở chỗ này cũng góc kia, cũng phải xuống đấy thôi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quan trọng linh hồn của chúng ta về bên Chúa, tất cả đều, tất cả sống có hy vọng về bên Thiên Chúa. Nhìn vào nơi nấm mộ của chúng ta, nhìn vào các cha cố, một người không sinh ra tại ở đất Hoàng Nguyên, nhưng với một tấm thân xây dựng tất cả mọi sự dẫn dắt giáo xứ Hoàng Nguyên và một số giáo xứ chung quanh đây, cũng là tất cả bỏ sức, bỏ công, bỏ trí tuệ Chúa ban để rồi hướng về mục đích tối hậu, đó là quyền trời. Tất cả chúng ta cũng vậy, là các ông chánh, ông trương, chủ, ông quản, ông cố, vân vân, và giáo dân chúng ta, tất cả mọi người đều hướng về quyền trời. Nhìn vào nơi phần mộ, thưa quý ông bà anh chị em, rồi mai đây tôi là một đại gia Đa Minh Nguyễn Văn Tuân, tôi cũng chết. Tôi là một tỷ phú Đa Minh Nguyễn Văn Tuân, mai đây tôi cũng chết. Tôi là một người nghèo Đa Minh Nguyễn Văn Tuân, mai đây tôi cũng chết. Nhưng tôi chết rồi, thân xác tôi được vùi xuống mặt đất, còn linh hồn của tôi đi đâu đây? Lên trước mặt Thiên Chúa, thôi lên trước, con xấu hổ lắm, con không dám nhìn ánh tôn nhan Chúa bởi vì con xấu hổ lắm. Thưa quý ông bà anh chị em, con xấu hổ lắm, đi mặt con đẹp xinh như thế này nhưng mà con xấu hổ lắm, con không dám nhìn Chúa đâu. Lạy Chúa, Chúa sáng láng tốt lành, nhưng con tội lỗi quá Chúa. Chúa bảo muộn rồi, hãy vào trong đấy chờ đợi con cái cháu chắt, những người còn sống dâng lễ cầu nguyện, hy sinh bác ái, làm việc phúc đức để rồi từ từ chờ ngày được cứu. Thưa quý ông bà anh chị em, vào luyện ngục rồi, chúng ta chết rồi, chúng ta không còn lập công chuộc tội được nữa đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, năm nào tôi có giảng lễ ở đây, tôi cũng nói mỗi một ơn phúc nho nhỏ, dù chúng ta cho một người không quen biết một ngụm nước lã như Chúa đã dạy, giúp đỡ một người qua đường thiếu thốn, một người đau khổ, một người đang nghèo đói, một người đang cần chúng ta giúp đỡ, một cái bắt tay, một cái nụ cười, một cái lời khuyên, một sự hy sinh nho nhỏ, đấy là ơn phúc thưa quý ông bà anh chị em. Một sự tiết chế nho nhỏ của mỗi người, đó là hy sinh nho nhỏ đấy, ân phúc đấy, gửi về nơi kết sắp quê trời, để chờ ngày khi tôi lệ khệ đến trước cửa Chúa Giêsu. Ông Phêrô bảo thưa thầy Giêsu chí thánh, lão béo béo đang đi vào. Lão béo béo đấy là ai? Thưa thầy Giêsu chí thánh, linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Tuân. Linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Tuân vừa đi vừa che mặt, không dám nhìn Chúa vì mình sống chưa xứng đáng, chưa được thánh thiện. Hãy thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời của mỗi người chúng ta ước mong rằng dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời, tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta nằm ở đây, chúng ta cũng tưởng nhớ đến chúng ta nữa, phải nhìn vào chiều sâu của chúng ta nữa, để rồi từ đây chúng ta hãy biến đổi mỗi ngày, mỗi giây phút, mỗi giờ. Khi chúng ta có tội, chúng ta xin Chúa tha thứ qua bí tích giải tội. Mỗi một ngày, mỗi một giờ, chúng ta biến đổi thân xác của chúng ta, để rồi cho linh hồn của chúng ta được sáng láng. Như thế chúng ta mới tìm được hạnh phúc và bến bờ bình an. Đó là nơi Chúa Giêsu Kitô hôm nay muốn mời gọi chúng ta bến bờ bình an nơi Chúa. Nguyện xin Chúa tha thứ tất cả những lầm lỗi thiếu sót của chúng con, cũng như xin Chúa tha thứ tất cả những lầm lỗi thiếu sót của các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng huyết thuộc của chúng con đang nằm nơi đây, đang hiện diện nơi đây, để rồi xin Chúa tha thứ sớm cho các linh hồn vào hướng nhan thánh Chúa. Amen. Kính mời công đoàn đứng.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã cho Đức Giêsu con của Người được sống lại từ cõi chết. Chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa cho mọi người còn sống và bậc tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta đang hiện diện nơi đây được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn trung tín rao rằng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, ôm Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay, khi đối diện với đau khổ, sự dữ và sự chết, được tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời giao giảng của Hội Thánh Người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho các linh hồn sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương, đưa vào hưởng phúc quê trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho các thân bằng quyến thuộc và cả cộng đoàn hiện diện được thêm vững tin vào Chúa là nguyên thủy và cùng đích mọi loài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Lạy Chúa, xin cho lời cầu nguyện của chúng con đem lại lợi ích cho tất cả các tín hữu Chúa. Xin Chúa thương giải thoát họ khỏi tội lỗi và cho họ được tham dự vào ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa, nhờ Ngài lên nhờ muôn sống cho nhân loại.
xin dâng lên cây cớp linh hồn đang kêu con trong chốn luyện hình. Ông nghiệp trong tâm bánh diều nhỏ, nguyện ngài thương xóa tội nhận đi lễ chân thành, cùng dâng yếu đuối thân con và dâng hết những lỗi lầm, nguyện lên hiến lễ yêu thương, cầu xin Chúa luôn hoan hồng. Xin dâng lên cái kiến tình tuyệt, xin dâng lên nơi trên diệu lòng. Sẽ trở lên chính bao thịt Chúa, nhờ ngài lên như nguồn sông cho nhân loại. Xin dâng lên cây thám linh hồn đang kêu con trong chốn luyện hình, cùng nghiệp trong tâm bánh diệu nhỏ, nguyện ngài thương xóa tội anh chị em. Hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa toàn năng và Cha chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu hình cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về Đức Kitô mà nay đã chết, nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chí năng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa cả đạo mình, trời lớn đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy
máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền rồi chịu chết và tiên sự Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến tất cả các linh hồn tổ tiên nội ngoại chúng con, tất cả những ý chỉ xin lễ hôm nay, gộp lại đó là tất cả các linh hồn trong nơi thánh địa này, trong nơi vườn thánh này. Đó là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con, đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào vườn ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn cho lòng Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Theo thể thức người dạy chúng ta rằng nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được thường hàng ngày, và tha lỡ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con lỡ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chúa cam dỗ, nhưng khi chúng con cho khỏi sự dữ. Để Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Vì Thiên Thiên Chúa đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đứng dự tiệc chiêm Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cứ vào nhà con, đừng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống con sẽ giữ cha thiên phú. Chúa vừa chấp nhận lễ tế chúng con dâng, xin mở lòng từ bi nhân hậu thương đến anh chị em tín hữu đã qua đời. Nhờ bí tích thánh tẩy, Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cũng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Xin lỗi quý ông bà anh chị em để cho quý ông bà anh chị em bị mũi đốt. Và sau đây chúng ta sẽ viếng vần thánh. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang được Cha chỉ đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thôi tin kính nơi Chúa trời là Cha phép tăng vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi với phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng sinh chịu làm đời quan phong Giêsu Kitô chịu đóng đanh trên cây thánh giá chết mà tăng sát xuống một tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng hay sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này các thánh đồng công, tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai tội được, bởi Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nơi Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền. Người dân nhân này hãy thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy các linh hồn ra khỏi tù ngục mà được đi hiền nạp nhàn. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã ban dạy rằng
xóa tội cho muôn dân. Maria, mẹ ơi, mẹ gái nghe lời cầu người từ chốn cuối thăm hương bao sâu, ấn hương thân sông lên theo áng mây trôi hợp tan là lẽ cuộc đời, phận người mong manh quá thôi, người ơi xin đừng quên lá, hãy đi tìm nghĩa cuộc đời, chết đi mà vẫn còn hoài ảo vọng chạy theo nhân thế, chết đi tìm đâu đường về. Người hỡi hãy nhớ đời ta, vào đời rồi sẽ đến ngày ra từ cùng tay trắng. Giàu nghèo ai đâu khác chi, mộ kia giữa trời im vắng, lối xưa người đi kẻ về, có ai còn giữ lời thề, nghĩa tình tàn theo lớp sóng, giờ rất lạnh lùng. Người ơi hãy nhớ đời ta, vào đời rồi sẽ đến ngày xa từ cùng tay trắng. Đến ngày
chẳng thôi. Người ơi, kiếp sống trần gian tiên vạn tìm kiếm nước chảy, Chúa hỏi còn mời gọi ta. Chúa hoài còn mời gọi ta.